Rồi chào các bác nhé, hôm nay em giới thiệu bác một con máy giặt của hãng Hitachi, model của nó là 7400. Máy này đang giặt cái cấu tạo của nó thì ở dưới nó có một cái motor tuần hoàn các bác nhé, motor đó bơm tuần hoàn này, nhiệm vụ của nó sẽ bơm nước đây, đó xả xịt nước vào bên trong máy. Đấy. Nước nó xịt rất là mạnh nha, cả bên đây thôi. Đó, theo quy trình của nó. Giặt 9 kg, sấy 6 kg. Dưới thì đang còn mới keng xà beng. Đấy. Cực kỳ mới. Đấy. Đấy, tinh luôn. Dạ. Các bác nhìn những cái kẹp đấy, nhựa đấy, rất là mới. Nhìn dưới kia là cái cảm biến cân nhá, đẹp xuất sắc luôn các bác. Đó. Đây là cái motor xả và motor hồi đấy. Nó đang bắt này, cái này nó quy trình nó sẽ giặt xong rồi và nó chuyển sang quy trình xả. Đấy, xả xong bắt đầu tới vắt. Màn hình nét coi nhá. Đấy, thì bên đây nó có ngăn đựng xà bông. Đấy, xà bông bột. Được, các bác khuyên các bác nên sử dụng xà bông nước nhá. Đấy, để máy nó được sạch sẽ. Đấy, bên đây là nước giặt, còn bên đây là nước xả. Máy đang vắt như vậy là có thấy nó nắc một chút, nhưng mà tại vì em đang tháo cái nắp cái này ra. Đấy, cái nắp này có nhiệm vụ như là cố định cái lồng giặt lại, cố định hai cái thành lồng này này, đấy, nó cứng lại nhá. Đó. Nên bác cảm thấy nó nắc nắc vậy thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì bác. Này, phòng nhún nó đang nhún. Đúng ra em phải nắp cái kia vào nhá, chứ không để nó giặt như thế này. Đấy. Để vừa em tiện này em tháo ra vệ sinh, em quay cho các bác coi bên trong luôn. Ok, đấy. Nó nắp cái lồng vào nó sẽ cố định cái lồng, nó sẽ không có bị rung. Nhưng mà máy nó còn cực kỳ êm đúng không? Nhún của nó này rất êm đúng không? Đó, giảm sóng. Đây rồi. Đấy, lên tua nhanh nhá. Tua của nó tối đa là 1800. Chạy cực kỳ êm luôn đúng không? Rung là lúc ban đầu nghĩa là nước nó đang còn nhiều trong quần áo, nó sẽ nắc 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 một chút, nhưng mà nó được đối trọng bằng nò xo treo và hai phục nhún hai bên. Đây là nó rất êm đấy, khi mà nó vắt bớt nước đi rồi thì các bác sẽ thấy đấy, vớt nước đi rồi là nó sẽ thấy cái máy nó chạy nó rất là đứng. Không, đâu có máy rửa xe đâu, chắc là bác xem lúc nào ấy. Bác thấy không đấy, khi mà nó vắt bớt nước rồi nghĩa là nước nó đã giảm đi rồi đấy, nó giảm đi rồi các bác thấy không, đó là cái máy nó sẽ nhẹ đi đấy, nó sẽ không có bị rung nắc nữa các bác. Nào vắt cực kỳ êm đúng không. Đấy, máy giặt Nhật mà giá chỉ rất là Việt Nam thôi các bác nhé. Đấy. Có thấy không? Đó, tua cao, máy rất là êm luôn nhé. Tại vì cái máy của Nhật chân nó cao lắm. Tại vì nó có bộ lò xo này, chân nó rất là cao. Nó rất là nhiều những cái bơm. Đấy, không giống máy của mình. Đấy. Nên là dưới cái máy mình nó sẽ ngắn hơn máy Nhật khoảng 20 cm. Có thấy không? Tua cực kỳ cao nhé. Đấy. Thấy không? Bằng về. Đấy. Tua của Hitachi lên 1800 ấy các bác ạ. Đấy, kìa. Phục nhún này. Đấy, nếu mà không có phục nhún này đảm bảo các cái máy nó sẽ ấy ngay lập tức. Đấy, sẽ văng máy ngay lập tức, nó không đứng im được như này đâu. Đó. Động cơ văng nghe cực kỳ êm, máy đẹp, phóng nhanh quá nhá. Đó. Em ship hàng toàn quốc các bác nhá. Ship toàn quốc cho các bác luôn. Nó xả 2 lần các nhá. Nó giặt 15 phút và xả 2 lần, vắt 4 lần, tùy nhá, cái này mình có thể tùy chỉnh được hết. Đấy. Cái này lúc nào 1 tháng thì bác cứ vệ sinh lồng giặt cho em 1 lần. Đấy, 1 tháng 1 lần. Bỏ một cái gói vệ sinh lồng giặt. Đây. Cái gói này gói vệ sinh lồng giặt các nhá. Đấy. Của Hàn Quốc này, 450 g, bỏ vào trong cái lồng giặt hoặc là đổ vào cái khay bột giặt này cũng được. Đấy, nước nó tự nó xả xuống. Đấy, cứ 1 tháng 1 lần như vậy. Thì mỗi một lần nó vệ sinh khoảng 8 đến 10 tiếng. Đấy, theo quy trình tự động của nó.
rất là sạch các anh em. Chứ mình mà không có vệ sinh như vậy nó bám bẩn lại đất, bám lại cặn bọt xà bông nó bám lại, nó sẽ làm hư hỏng những cái lồng giặt các anh nhé, những cái chặng ba tuổi thọ nó sẽ kém đi. Nên là mình tiết kiệm, nhiều khi mình quên không phải tiết kiệm. Đấy. Lúc nó hư cái chặng ba này mua cả 2 triệu bạc cái chặng ba đấy các bác ạ, không hề rẻ cái chặng ba của nó đâu. Thì còn máy giặt thì nó chỉ có các bạc đặng như cái chẳng ba thôi đấy, máy nó hơi lắc qua đấy, nắc nó nắc cái quy trình lúc đầu thôi. Nó đổ lặng ấy, nó rung một chút xíu đó, khi nó lên tua dần dần đó, nó lại ok đấy. Cái máy nào cũng vậy hết bác nhá, kể cả ba la hay là máy gì nó cũng có hết, nó cũng rung hết đấy, rất là êm luôn. Nó nắc lúc bắt đầu á, bắt đầu nắc từ từ khi quần áo nó giặt sang hai bên thành rồi ấy. Đấy. Nhưng mà cái quy trình đó bác để ý, nó nắc từ từ nắc nhẹ thôi, nó không có nắc nhanh. Đấy. Khi mà đồ nó nắc sang hai bên đều rồi bắt đầu nó sẽ tăng tốc lên. Đấy. Tại vì nó sử dụng cảm biến mà. Thấy không? Đấy, bây giờ vắt rất là mạnh nhưng mà các bác nhìn thấy cái máy giặt đứng im luôn. Cái máy của mình không bao giờ đứng được như thế, nếu mà vắt ở tốc độ cao như thế này không có đứng được im như thế này đâu. Máy của Nhật thì trọng lượng của nó từ 80 cho tới 90kg một con các bác nhé, rất là nặng. Máy ở thị trường Việt Nam mình thì nó không được đâu, nó chỉ nặng là khoảng đó 40 là bốn mấy ký là cùng thôi. Của Nhật thì nó bằng cục sắt để đối trọng, còn của Việt Nam nó là cục bê tông, tiết kiệm. Ok bác nhé, thank you. Bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em nhé, ship hàng toàn quốc luôn, hàng tất cả em được đóng trên pallet, hàng cũng rất là cẩn thận nên các bác cứ yên tâm. Giá của nó thì là 10,5 thôi các bác nhé. Thank you các bác.